Thưa quý vị, trong 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của cả nước có nhiều tín hiệu lạc quan với việc xuất siêu đạt 764 triệu đô la Mỹ. Trong đó nổi bật là ngành thủy sản với kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt gần 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng đột phá của ngành thủy sản. Tuy nhiên, ngành hàng này đang phải đối diện với những thách thức lớn trong 6 tháng cuối năm. Theo Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, điểm tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm là tất cả các nhóm hàng đều có mức tăng trưởng rất tốt, trong đó có nhóm hàng thủy sản. Những lợi thế về mặt thị trường đã giúp ngành này tăng trưởng. Tuy nhiên, những khó khăn khách quan khác vẫn là nỗi lo của toàn ngành. Còn những cái khó khăn liên quan đến nhu cầu thế giới, liên quan đến những cái khó khăn về chi phí gia tăng, liên quan đến cái chuyện cạnh tranh của các nước, thì đấy là những cái bài toán mà tôi biết rằng là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như là các bộ ngành và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi luôn luôn phải đặt ra để cố gắng để khắc phục, đặc biệt là vấn đề về cái chi phí gia tăng rất là lớn. Trong bối cảnh tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục tác động tiêu cực đến các ngành kinh tế, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao, đã khiến nhiều ngư dân ngừng ra khơi đánh bắt. Nguyên liệu hải sản khan hiếm vì chi phí khai thác cao. Do vậy, nguồn nguyên liệu hải sản để chế biến xuất khẩu tiếp tục là bài toán khó với các doanh nghiệp hiện nay. Bên cạnh đó, lạm phát ở nhiều quốc gia đang có dấu hiệu tăng cao, đặc biệt ở các thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU. Điều này sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là đối với các mặt hàng thủy sản. Chi phí logistics tăng phi mã do ảnh hưởng của giá xăng dầu cũng đang là trở ngại lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu của ngành. Đến giờ này đã thì chúng tôi đã tăng trưởng là khoảng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái về mặt doanh số. Nhưng đằng sau đó là những nỗi lo cực kỳ lớn. Tất cả mọi cái chi phí đầu vào đều tăng hết. Bởi vì chỉ biết là mình xuất khẩu không phải là mình xuất khẩu cái mình tự có. Mình xuất khẩu cái mình chế biến. Có nghĩa là mình phải mua các cái nguyên liệu từ nước ngoài. Thí dụ cho trên ngành chăn nuôi tôm thì phải mua bột cá, phải mua thức ăn, thậm chí phải mua con giống, phải mua đủ thứ hết đúng không? Rồi thí dụ như ngành đánh cá thì 60% chi phí cho tàu là nhiên liệu là xăng dầu. Thì tất cả mọi cái thứ đó, thế trong khi đầu ra đó thì nó không thể tăng trưởng được. Bởi vì chị biết đó, bây giờ bán mà tăng giá lên thì cũng chẳng ai mua. Theo ước tính của Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, có khoảng 40-50% tàu khai thác hải sản đã nằm bờ. Nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến giảm từ 70-80% so với trước. Các doanh nghiệp chế biến hải sản buộc phải tăng nguồn nguyên liệu nhập khẩu nhưng không đủ cho chế biến. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang rất cần những giải pháp để kéo giảm được chi phí cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu đạt 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong năm nay.